thì trước khi mà chúng ta bước qua đây mà nói về altcoin nên thường muốn chia sẻ một số những cái thuyết thú vị với các bạn thì thường nhìn thấy một cái thuyết ở trên twitter đó từ eric bautunus thì eric bautunus là một trong người phân tích etf của đài bloomberg á thì uh, eric bautunus nói đó tôi vẫn không hoàn toàn hiểu crypto nhưng nó chọc tức tất cả những người đáng bị chọc tức nếu krugman chống crypto thì có lẽ nó có tương lai thì krugman mà ông ta nói tới đó eric bautunus nói tới đó chính là uh, paul krugman Paul Krugman là một trong những nhà kinh tế gia đoạt giải Nobel và năm 1998 đó thì Paul Krugman đã nói là chẩn đoán là năm 2005 đó hay là sau đó thì sẽ rõ ràng hơn là cái sự ảnh hưởng của Internet đó, nó sẽ không có hơn là cái máy fax đâu. Máy fax là cái máy mà các bạn gửi giấy tờ đó thông qua mạng lưới của máy fax. Có thể là nhiều bạn ít sử dụng nhưng mà như nào mà làm việc trong công ty đó thì cái máy fax vẫn còn được sử dụng rất là nhiều. Thì đương nhiên á, đây là cái lời chọc tức của Eric Bajunas đối với lại Paul Krugman Tại vì Paul Krugman là một trong những người mà bây giờ cũng đang chỉ trích crypto Cho nên á, Eric Bajunas mới nói là nếu như Paul Krugman không thích crypto thì crypto có tương lai Đây cũng là một cách suy nghĩ rất là thú vị Có thể là một người không hiểu về crypto Nhưng mà cũng có câu nói là người ta hay nói là kẻ thù của kẻ thù của mình là người bạn của mình thì có thể là một số người bây giờ họ tham gia vào crypto đó họ cũng không cần phải hiểu nhiều về crypto là gì, bitcoin là gì nhưng mà nếu như mà họ tin là sẽ có lạm phát cao xảy ra Họ tin là mọi người sẽ tìm kiếm một loại tài sản lưu trữ giá trị lâu dài Thì họ cũng có vẫn có thể là đầu tư vào crypto mặc dù họ không hiểu Và cũng ngày hôm nay đó chúng ta thấy được là ở trên cái trang bìa của tạp chí Barron's Tạp chí Barron's là tạp chí chuyên về tin tức tài chính Cung cấp phân tích dữ liệu và bình luận chuyên sâu về cổ phiếu đó thì uh, các bạn thấy được là ở trên cái trang bìa của Barron's đã có biểu tượng của bitcoin và nói là chúng ta đã thấy là cái sự chấp nhận rộng rãi đã bắt đầu đến với lời Bitcoin. Và nói tới đây đó thì các bạn thấy được là tinh hình thì cái số lượng tốc độ đào của Bitcoin đã, đã, trở lại, đã hồi phục rất nhanh chóng sau cái đợt mà đi xuống mạnh hồi tháng 6 đó khi mà nhiều cái xưởng đào phải tắt máy tại vì họ không thể tiếp tục đào Trung Quốc. Và bây giờ hầu như là không còn bao nhiêu người ở Trung Quốc đào Bitcoin nữa. Các bạn thấy được là rất nhiều nơi ở Trung Quốc họ đã ra lệnh cấm đào Bitcoin và rất nhiều xưởng đào họ đã rời khỏi, họ đi những nước như là Trung Đông, thậm chí là qua Hoa Kỳ cũng có. Và bây giờ đó thì như thường nhớ là cái số lượng tốc độ đào ở Hoa Kỳ là cao nhất trên thế giới hiện bây giờ cho các bạn thấy được là trước đây đó có thể là nhiều chính trị gia Hoa Kỳ họ có cái sự ngần ngại liên quan đến là ủng hộ Bitcoin ủng hộ crypto nhưng mà sau khi mà cái tình hình là liên quan đến Trung Quốc đó cấm crypto và cấm Bitcoin và cấm đào cấm ở đây có nghĩa là cấm đào và cấm giao dịch vẫn có thể là tiếp tục lưu trữ được nhưng mà không có cho đào và không có cho giao dịch mà thôi thì các bạn thấy đó là Hoa Kỳ hầu như đã nhận được đây là một cơ hội cho nên bây giờ Hoa Kỳ đã nhiều nơi rất là chào đón những cái xưởng đào đến từ Trung Quốc để có thể tiếp tục cái công việc của họ là đào và bảo vệ mạng lưới của Bitcoin. Và nói tới đây đó thì một điều các bạn cần nên hiểu đó là cái nhiệm vụ của những cái máy đào trên lưới Bitcoin đó là bảo vệ mạng lưới và xử lý các giao dịch. Còn cái máy nô đó hay cơ thể hiểu đơn giản là cái máy chủ đó đó mới là cái máy mà lưu trữ sổ cái của Bitcoin hai cái này nó khác nhau ở trên mạng lưới của bitcoin một câu hỏi đó mà nhiều bạn hỏi thuận là nếu như mà tất cả các máy đào bitcoin ngưng hoạt động thì sẽ ra sao và nếu như chúng ta nói tới đó những cái máy đào đột ngột ngưng hoạt động đó thì thường nghĩ là có hai trường hợp thứ nhất là mất điện thứ nhì là mất internet toàn cầu Thường nghĩ nếu như mà một trong hai trường hợp này xảy ra đó Thì cái việc mà chuyện gì sẽ xảy ra với mạng lưới Bitcoin Thường nghĩ là không cần phải quan tâm Tại vì nếu như chúng ta có tình hình là mất điện Hay là mất internet toàn cầu đó, Thì chúng ta sẽ có những chuyện lớn hơn để mà cần phải quan tâm Chứ không chỉ đơn giản là chúng ta cần phải quan tâm đến Bitcoin đâu Và nếu như các bạn nghĩ đó Là một ngày nào đó có thể là tất cả các chính phủ sẽ bắt tay đồng lòng cấm đào Bitcoin thì tôi nghĩ là cái khả năng này lại càng thấp hơn nữa, những chuyện lớn hơn như là bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, chống dịch bệnh các quốc gia còn không có đồng lòng thì nói chi đến việc là đào Bitcoin, một việc mà có thể mang đến lợi ích cho quốc gia, họ có thể thu thêm thuế, có thể là tạo ra các việc làm cho người dân thì đương nhiên không có lý do gì mà tôi nghĩ là những cái quốc gia họ sẽ đồng lòng với nhau về việc cấm đào Bitcoin hết. Và trước khi chúng ta bước qua nói về altcoin thì điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ liên quan tới Bitcoin đó chính là plan B. Thì tiếp tục với cái nhận định của mình là chúng ta vẫn tiếp tục đi theo con đường tăng trưởng. Bây giờ thì nhìn nó giống như năm 2013 hơn là năm 2017. Nhưng mà các bạn thấy trên màn hình đó cái đường tăng trưởng màu xanh nhạt này đó đó chính là cái mùa tăng trưởng năm 2013. Màu xanh đậm này đó là cái mùa tăng trưởng năm 2017 và cái màu đỏ là cái mùa hiện bây giờ. Thì tình hình bây giờ đó Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái xu hướng của mô hình stock to flow của Plan B và nếu như mà chúng ta nói tới mô hình này thì có hai cái model hai cái mô hình thì mô hình mà màu xanh lá cây nhạt đó bên dưới này đó chính là cái mô hình đầu tiên thì sẽ nói là Bitcoin sẽ đạt được 100.000 đô trong chu kỳ này nếu như chúng ta nói tới cái mô hình điều chỉnh lại đó cái mô hình s thì cái đường màu xanh lá cây đậm hơn bên trên này thì giá bên có thể lên tới mức là khoảng chừng là 288 ngàn cho nên cứ khi các bạn thấy được là những người mà nói về cái mô hình stock to flow đó họ nói là mô hình này chuẩn đoán giá Bitcoin là 100 ngàn đô trong cái mùa tăng trưởng này hay là một người khác cũng nói là dựa theo mô hình stock to flow thì giá Bitcoin có thể lên tới là 288 ngàn thì cả hai đều đúng chỉ là họ xem hai cái phiên bản của mô hình này khác nhau mà thôi đây là cái sự nhận định của Plan B là vẫn nhận định là Bitcoin sẽ tiến tới 100.000 đô, thậm chí là 288.000 tùy theo là cái phiên bản nào của mô hình Stock Flow. Thì nói tới đây chúng ta hãy chuyển qua để mà nói về altcoin đi, thì một trong những điều mình thấy là nhiều bạn bây giờ cũng cảm thấy là an tâm. Khi mà chúng ta thấy là Bitcoin có cái sự đi xuống đó trong vòng 2-3 ngày qua thì phần lớn những cái altcoin vẫn trụ được. Có nghĩa là một số những altcoin cũng đi xuống, cùng như là Bitcoin nhưng mà cái phần trăm lại thấp hơn Bitcoin. Cho nên chúng ta thấy được là cái tình hình có thể là nhiều người chốt lại Bitcoin nhưng mà họ lại nhảy qua altcoin. Đó là điều mà rất nhiều bạn muốn thấy. Và chúng ta nhìn về những đồng lớn ngày hôm nay đi thì các bạn thấy được là tình hình ngày hôm nay đó trong vòng 24 giờ qua thì Bitcoin có cái sự tăng trưởng coi như cũng đi hàng ngang nhưng mà tăng 0,5%. Ethereum thì tăng 3,1% Chúng ta cũng có những cái đồng mà tăng trưởng mạnh như là Shiba Inu mà thường sẽ nói tới một lát nữa Hay là chúng ta nói tới là đồng Chainlink cũng có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay là tăng trưởng 7% Thường cũng sẽ nói về đồng Chainlink và chúng ta cũng sẽ nói về cái cập nhật liên quan cho điều kiện của XRP Như là cái vụ kiện giữa SEC và công ty Ripple đó thì trước hết nói tới Ethereum đi thì các bạn thấy được là tình hình của Ethereum đó thì um, trong cái đợt mà Bitcoin điều chỉnh này đó thì Ether vẫn tiếp tục trụ được và bây giờ vẫn là khoảng chừng là 4.100 đô và tình hình trong vòng hai ngày qua thì chúng ta có thể thấy được là một ít Ether lên trên sàn nhiều hơn là rút ra có nghĩa là có thêm Ether trên sàn nhưng mà cũng không đáng kể có thể nói được là cái tình hình này cũng không có thay đổi được cái xu hướng chung của Ether vẫn là tiếp tục mất đi trên những cái sàn giao dịch và chúng ta thấy được ra là tình hình là cái số lượng stake của Ether 2.0 đó có nghĩa là tham gia vào staking và các bạn cũng nên nhớ là bây giờ ETH 2.0 vẫn chưa có xong Cho nên các bạn gửi vào để mà tham gia vào staking đó Thuần cùng tham gia vào staking ETH 2.0 Thì cái số lượng gửi vào mạng lưới Beacon 2.0 đó Thì sẽ không thể rút ra được cho đến khi nào mà chúng ta có sự thành công của ETH 2.0 Cho nên mỗi lần các bạn gửi Ethereum vào để mà stake 2.0 đó các bạn cần phải có cái lòng tin rất lớn đối với mạng lưỡi của Ethereum Cũng giống như là thuận Tại vì nếu như mà thất bại đó thì cái số lượng tiền đó coi như là mất Không thể lấy ra được cho bằng lưỡi 2.0 Thì tình hình bây giờ đó là cái số lượng stake vẫn tiếp tục tăng Các bạn thấy đây là cái đường À, phần trăm của cái số lượng Ether trên thị trường đã tham gia lóc lại Deamatic và đương nhiên cái số lượng này là không còn trên sàn Việt nữa, không thể mua và bán được nữa. Coi như là giảm đi cái nguồn cung của Ethereum thì chúng ta thấy được đó là 6,78% của tất cả Ether là đang được lóc lại trong Ether 2.0. Thì để hiểu rõ hơn đó, con số này có nghĩa là chúng ta có khoảng là 8 triệu Ethereum, 8 triệu token Ethereum. Đã bị lock lại trong Ether 2.0 Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó Chính là liên quan tới đồng BNB Đồng uh, Binance Coin Thì đối với đồng BNB đó Chúng ta có một cái uh, tài liệu Đó chính là cái tài liệu là đồng BNB đó đang có một cái đề xuất Tương tự như là EIP 1559 của Ethereum Thì uh, cái đề xuất này đó Là để làm gì? Cái đề xuất này đó là để đốt đồng BNB khi mà giao dịch thì đây là cái tài liệu mà nhiều bạn cũng đã biết rồi Có rất nhiều bài viết liên quan tới cái tài liệu này Thường chỉ muốn chia sẻ sơ bộ mà thôi Và một số cái, cái cá nhân của thường liên quan tới tình hình Trên mạng lưới của Binance, Batchen đó Thì bây giờ có một cái đề xuất đó chính là cái đề xuất BIP95 Tương tự như là đề xuất của Ethereum mà đã được thông qua đó đó chính là EIP 1559 thì BIP 95 này đó nói là mỗi lần mà giao dịch đó, cái phí của đồng BNB thường nhớ cũng chia làm hai phần nhưng mà cái phần lớn đó thì sẽ được đốt đi 10% của cái số lượng phí giao dịch thường nhớ là như vậy thì bây giờ đó chúng ta thấy được là tình hình liên quan tới đồng BNB là tổng cung của đồng Binance Coin đó, là đồng Binance Coin là ra đời là cách đây thường nhớ là sau khi sàn ra đời năm 2017 đó thì sau đó À, vài tháng đã có đồng BNB rồi và đồng Binance Coin đó trước đây đó chỉ có một công dụng duy nhất thôi các bạn không nên nhớ đó chính là dùng để trả cái phí trên sàn của Binance để được giảm cái phần trăm giao dịch nhưng mà sau đó đó thì uh, sàn Binance sẽ ra những cái chiến lược như là họ sẽ nói là những người nào mà lưu trữ cái số lượng lớn đồng BNB đó 500 đồng trở lên thì sẽ được hưởng cái lợi ích khi mà giới thiệu hoa hồng nên nó sẽ cao hơn khi mà có người mới tham gia thông minh refer hay là những người nào mà lưu trữ nhiều đồng BNB sẽ có cơ hội cao nếu mà tham gia vào cái Launchpad IO của họ những cái dự án càng có nhiều đồng BNB thì càng có cơ hội cao để có thể được mua và mua với cái số lượng cao hơn đây là những cách mà họ khuyến khích người ta lưu trữ đồng BNB và một điều nữa đó thì đồng BNB đó tổng cộng bây giờ nguồn cung đó là 168 triệu cái số lượng tổng nguồn cung của đồng BNB trước đây đó là 200 triệu 200 triệu đó thật ra anh thường nhớ là chỉ có là 100 triệu là phát hành cho mọi người mà thôi 100 triệu còn lại đó là lóc lại bởi cái uh, ban quản lý của sàn Binance Nhưng mà cái số lượng đó nó thường nhớ là đã được unlock hết rồi Nhưng mà vẫn chưa có được bán ra thị trường Bây giờ chúng ta được là tại sao bây giờ lại còn có 168 triệu mà không phải là 200 triệu Tại vì mỗi quý đó thì sàn Binance sẽ trích ra một phần Thực ra cái phần họ trích ra đó là đến từ cái số lượng mà đã được unlock trong cái sàn của họ thì họ sẽ đốt đi cái số lượng đó cho đến khi nào chúng ta chỉ còn lại 100 triệu đồng BNB thôi. Thì hiện bây giờ đó sàn Binance đã có cái chế độ là đốt đồng BNB cho đến khi nào chỉ còn có 100 triệu đồng BNB. Và bây giờ lại có thêm nữa là chúng ta có thể có cái xu hướng là một số lượng đồng BNB cũng có thể được đốt thông qua BAP 95 mỗi lần mà giao dịch có nghĩa là đồng BNB có thể là càng ngày càng mất đi trên thị trường nó khác với lại tình hình của Ethereum Cái sự khác biệt rất lớn đó là Ethereum đó là không có cái tổng cung Cho nên cái chế độ mà EAP1559 là một nguyên cách để mà quản lý tổng cung của Ethereum à, Các bạn thấy được là chúng ta bấm vào Ethereum đi thì Ethereum bây giờ là có 118 triệu tổng cộng Nhưng mà không có tổng cung, tổng cung là vô cực Thì chúng ta thấy được là cái chế độ đốt đồng Ethereum mỗi lần mà giao dịch sẽ quản lý cái tổng cung này và đương nhiên càng nhiều người sử dụng thì cái số lượng tổng cung này nó sẽ đi xuống tại vì càng nhiều đồng bị đốt đi Nhưng mà khi chúng ta nói tới BNB đó Đồng Binance Coin thì chúng ta thấy được là cái sự khác biệt là đồng BNB có tổng cung Như thường đã chia sẻ với các bạn, họ bây giờ vẫn đang đốt đồng Đốt cho tới khi nào có 100 triệu đồng BNB thôi Bây giờ nếu mà tiếp tục đốt nữa thì sẽ dẫn đến là đồng BNB sẽ đi vào giảm phát Điều này tốt hay là xấu đối với mạng lưới đó thì vẫn đang được bỏ phiếu hiện bây giờ Vẫn đang được tranh cãi Đây là chỉ là một cái đề xuất mà thôi vẫn chưa thông qua nhưng mà đây là điều mình tôi muốn chia sẻ với các bạn. Dương nhiên một số bạn nghĩ là đốt đồng là tốt, đốt đồng là có thể làm cho khan hiếm dẫn đến là cái giá trị token sẽ tăng lên. Nhưng mà một mặt khác nữa là một số người cũng đã nhận ra được là khi các bạn sử dụng những cái ứng dụng ở trên Binance Smart Chain đó các bạn sử dụng là trả cái phí, trả bằng đồng BNB. Nếu như mà đồng BNB tăng giá có nghĩa là cái phí tính theo đô la sẽ tăng theo.